Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Khi nói về người mẹ trong Chúa, chúng ta nhớ đến hình ảnh những người phụ nữ đầy yêu thương và hy sinh, là tấm gương phản ánh ân điển của Cứu Chúa Giê-xu trong cuộc đời mình. Hướng về ngày của mẹ, chúng ta không chỉ dành lời tri ân cho những người mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta, cũng như tất cả những người phụ nữ đã sống và phục vụ mọi người theo sứ mệnh mà Chúa dành cho họ. Chúng ta hãy cùng vinh danh những người mẹ không ngừng yêu thương và phục vụ gia đình và cộng đồng của mình, cũng như để lại di sản to lớn cho thế hệ mai sau. Hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2024, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Maria Slaker qua chủ đề Mẹ, người gieo mầm di sản. Người mẹ trong Chúa là biểu tượng của tình yêu vô điều kiện và sự hy sinh không ngừng nghỉ. Họ là những người phụ nữ được Chúa chọn lựa, không chỉ để sinh nở và nuôi dưỡng con cái về mặt thể chất, mà còn để dạy dỗ và hướng dẫn cho phần thuộc linh của con mình. Trong mỗi lời nói, hành động và cả trong những lời cầu nguyện thầm lặng, họ phản ánh tình yêu Chúa, một tình yêu không bao giờ cạn kiệt, không bao giờ thay đổi. Họ là những người mẹ không chỉ hướng dẫn về kiến thức và kỹ năng sống, mà còn truyền đạt đức tin và sức mạnh thuộc linh. Họ dạy con cái mình biết cách yêu thương, tha thứ và hy vọng nơi Chúa, không chỉ trong những ngày tươi sáng mà còn cả khi đối mặt với thử thách, khó khăn. Vì thế, mỗi năm có một ngày đặc biệt được dành riêng để vinh danh và ca ngợi những người phụ nữ phi thường, những người đã được Chúa kêu gọi để thực hiện thiên chức cao cả, đó chính là những người mẹ. Ngày của mẹ là dịp để nhìn nhận và tri ân những đóng góp không mệt mỏi, cũng như tình yêu vô bờ bến mà những người phụ nữ này đã trao ban cho thế giới. Dù bạn là người sinh thành, người nuôi dưỡng, người đỡ đầu hay là người hướng dẫn thuộc linh của một ai đó, bạn đều là những người mẹ tuyệt vời đang viết nên những trang sách vinh hiển cho Vương quốc Chúa. Bạn đang tạo nên những ảnh hưởng diệu kỳ trên cuộc sống của mọi người xung quanh bằng chính sự quan tâm và lòng yêu thương của mình. Và thật sự, không có gì quý giá hơn việc được phục vụ trong một vai trò đầy ý nghĩa và thiêng liêng như thế. Di sản mà bạn để lại sẽ là ngọn hải đăng soi đường cho nhiều thế hệ tương lai. Dù hoàn cảnh của bạn có ra sao, hay hành trình của bạn đang gặp phải trở ngại thế nào, thì bạn có khả năng tạo nên những thay đổi sâu sắc nhờ quyền năng của Cứu Chúa Giê-xu. Philip chương 4 câu 13. Hãy cầu nguyện và nài xin Chúa hướng dẫn bạn. Nguyện Chúa giúp bạn đặt Ngài lên trên mọi điều và tin cậy giao phó cuộc đời con cái của bạn cho Ngài, biết rằng Ngài yêu thương các con còn hơn chính bạn. Chúa của cả vũ trụ đang dõi theo từng bước đi của bạn và Ngài yêu thương bạn. Ngài sẽ chu cấp cho bạn mọi điều khi cảm thấy mình không đủ khả năng. Ngài sẽ thêm sức cho bạn trong sự yếu đuối của bạn. Ê-sai chương 41 câu 10. Ngài sẽ hướng dẫn con đường của bạn. Vì vậy, hãy luôn hướng mắt về phía Ngài. Hê-bơ-rơ chương 12 câu 2. Vậy nên, mong rằng những người phụ nữ trong Chúa sẽ được khích lệ không chỉ trong ngày của mẹ mà còn mỗi ngày trong cuộc đời. Mong rằng bạn biết rõ giá trị của mình trong Cứu Chúa Giê-xu và vai trò cao quý mà Ngài đã đặt để trên bạn. Như một người mẹ, người bà, người mẹ kế, mẹ đỡ đầu, chị gái, cô dì hay một người bạn, hãy ý thức rằng bạn được đặt vào hoàn cảnh hiện tại trong thời điểm này với một mục đích thiêng liêng, là một phần của kế hoạch vĩ đại mà Chúa đã định sẵn cho bạn. Quý tín giả có thể xem thêm trong ECT chương 4 câu 14. Và trong những lúc thử thách, khi bạn cảm thấy buồn bã và mất mát, mong rằng bạn sẽ tìm thấy sự an ủi và bình yên. Mong rằng bạn sẽ cảm nhận được tình yêu và sự giúp đỡ từ nơi Chúa và những người xung quanh mình, và biết rằng bạn không hề cô đơn. Dù hoàn cảnh có thế nào, mong rằng bạn vẫn luôn nhớ rằng giá trị của bạn nằm trong tay Chúa và tình yêu thương của Ngài luôn dư dật, sẵn sàng chữa lành mọi vết thương của bạn. Cảm ơn những người mẹ tuyệt vời vì sự khéo léo, lòng can đảm và nghị lực mà bạn đã bày tỏ khi chăm sóc và dẫn dắt gia đình mình. Nguyện Chúa tiếp tục ban lòng can đảm, trí tuệ và sự sáng suốt để bạn tiếp tục chăm sóc gia đình và cộng đồng của mình. Mong rằng bạn sẽ luôn cảm thấy được yêu thương và bình an trong mọi hoàn cảnh. Nguyện rằng bạn luôn tìm thấy giá trị của mình trong Cứu Chúa Giê-xu
để chia sẻ tình yêu và để lại những di sản trong cuộc đời mình cho gia đình và cả thế giới. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Là cứu Chúa của con, nguyện Ngài ban phước cho những người mẹ tin kính của chúng con, những người nữ tài đức trong nhà Ngài. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh để đối mặt với mọi thử thách, sự khôn ngoan để hướng dẫn con cái trên con đường theo Chúa. Xin Chúa giúp họ tìm thấy niềm vui và sự thỏa lòng trong Chúa, và nhắc nhở họ rằng họ không bao giờ cô đơn, vì Ngài luôn đi cùng họ. Xin Chúa giúp họ nhận biết rằng vai trò làm mẹ của họ thật quan trọng và thiêng liêng, và rằng những nỗ lực và hy sinh của họ đều được ghi nhận và trân trọng. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con những người mẹ tuyệt vời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, hãy cùng dành khoảnh khắc này để ghi nhớ và trân trọng những người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc đời chúng ta. Những người đã không ngừng phục vụ trong vai trò làm mẹ, không chỉ trong gia đình mình, mà còn mang đến những ảnh hưởng tích cực cho cả cộng đồng và thế giới xung quanh. Xin gửi lời cảm ơn và tấm lòng tri ân chân thành nhất đến những người mẹ của chúng ta, không chỉ hôm nay mà là mỗi ngày trong cuộc đời, vì họ là những người phụ nữ đáng được vinh danh. Chào đời, mẹ giúp con bằng lời.
Chúa.